há mồm ra. Thôi ạ. Thôi là thôi thế nào? Không ăn lấy đâu ra sức khỏe để học được. Nào, há ra. Nào, cố lên nào, há mồm ra. Ăn mới có sức mà học được chứ. Cô làm gì thế này? Ủa? Tôi đang dạy con tôi học, anh đừng can thiệp vào. Thôi đi. Như thế này mà cô gọi là dạy học à? Cô đang hành hạ nó thì đúng hơn đấy. Anh im đi, anh biết cái gì mà nói. Minh, ngồi xuống đi. Con xin mẹ đây ạ, mẹ tha cho em đi. Còn cả mày nữa, mày đã chẳng ra gì rồi, bây giờ mày định lôi kéo em à? Để nó cũng hư hỏng giống mày đúng không? Minh, ngồi xuống. Mẹ thôi được rồi đấy hả? Con quá sợ mẹ, cả em và bố cũng đều sợ mẹ. Mẹ đừng có để đến một lúc không còn ai bên mẹ nữa. Cái gì? Mày nói cái gì hả? Thôi đi, đủ rồi. Thế là anh thành công rồi đấy. Anh dụ dỗ nó về phe anh, thế là thành công rồi đấy. Đúng là bố nào con nấy lăng loàn giống nhau, nên hùa với nhau phải không? Im đi. Càng ngày cô càng quá quất rồi đấy. Mì, con đưa em xuống nhà đi. Chờ mẹ bình tĩnh đã. Đứng lại. Con cứ đi. Đi. Anh. Con cứ đi đi. Anh muốn gì? Bố, mẹ thế nào rồi ạ? Bố, bố mệt lắm đúng không ạ? Nếu như bố thấy mệt quá thì bố dọn ra ngoài ở cũng được ạ. Bố bảo là tách nhau ra một thời gian cũng tốt. Thế cũng được. Nếu thật sự tách nhau ra mà tốt thật thì... chứ cứ nặng nề thế này không chịu nổi đâu bố ạ. Thế còn các con thì sao? Nếu bố ra ngoài, hai đứa sẽ như thế nào? Thôi thế này, chuyện đó ta sẽ tính sau. Nhưng việc trước mắt bây giờ là cả nhà mình sẽ đưa mẹ vào viện tâm thần khám đã. Sẽ can đảm nắm chặt tay anh, hay hờ hững buông tay trong tuyệt vọng. Nếu một ngày ta sẽ mãi mãi xa nhau, anh còn nuối tiếc những điều anh đã hứa.
và nói.